Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 các đơn vị khu vực vụ địa bàn 2. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cấp ủy tổ chức đảng các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra giám sát. Lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Kịp thời ra soát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng, nội dung kiểm tra giám sát, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của từng địa phương đơn vị. Xây dựng kế hoạch và báo cáo định kỳ kết quả khắc phục vi phạm khuyết điểm sau kiểm tra giám sát. Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ra soát quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra để chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Về phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đơn vị ra soát chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 đã đề ra để quyết tâm hoàn thành tốt nội dung còn lại. Quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng, nhất là các quy định mới ban hành. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và đặc biệt là thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sớm kết thúc các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo thực hiện. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó và hướng về quê hương, thực sự trở thành một bộ phận không tách rời và một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của đất nước, phát huy nguồn lực kiều bào, nhất là nguồn lực trí thức trong tổng thể nguồn lực quốc gia, là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội đất nước mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, sự hưởng ứng của nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai công tác đại đoàn kết từ cả phía các cơ quan trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đều có những chuyển biến tích cực. Chuyển giao tri thức, khoa học công nghệ mới, đào tạo cán bộ hay huy động các nguồn lực quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang có những đóng góp ngày một lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bằng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần vượt khó và cách ứng xử hài hòa, những người con đất Việt dù ở bất cứ đâu vẫn lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời hướng tình cảm đoàn kết, yêu thương về quê hương đất nước. Mong muốn sâu xa là muốn đóng góp một cái gì đấy cho quê hương mình bằng việc cụ thể. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết sẽ thí điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Phương thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được đổi mới, ưu tiên lắng nghe ý kiến của trí thức, chuyên gia và doanh nhân, tạo điều kiện để họ đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Năm 2024 chúng ta sẽ tổng kết 20 năm nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Như tôi nói, đây là một cái văn kiện chính trị quan trọng ở mức cao nhất và lần đầu tiên của ta về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt là chúng ta cũng phải nghiên cứu cái tình hình thực tế hiện nay để có thể có những cái tôi quan trọng nhất đấy là chính là các cái hoạt động hay là các cái biện pháp cụ thể để làm sao có thể làm tốt nhất và phát huy được cái nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức những cái ngày lễ ngày văn hóa Việt Nam tại nước ngoài thông qua biểu diễn nghệ thuật, phim ảnh rồi triển lãm vân vân cũng là cách để kết nối kiều bào với cả quê hương, kêu gọi hỗ trợ kiều bào về nước phục vụ quốc gia. Ngoài ra thì chúng tôi còn hy vọng rằng tới đây chúng ta sẽ tận dụng nhiều hơn những cái công cụ của công nghệ để chúng ta tạo ra những cái kho dữ liệu chung để cùng khai thác trong nước và nước ngoài. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 6 triệu người, sinh sống tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2023, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 16 tỷ đô la Mỹ.
tiềm lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cả về nhân lực, vật lực và chất xám còn rất lớn, có thể coi là ngoại lực và đây cũng chính là nội lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã tổ chức kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 44. Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 44 với chủ đề Quyền tiếp cận lương thực thực phẩm vì một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn là cơ hội để chia sẻ rộng rãi những cam kết toàn cầu đối với việc bảo đảm quyền tiếp cận lương thực thực phẩm được chuyển đổi bền vững và công bằng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 44, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố đề án thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong quá trình toàn cầu hóa và giải quyết các thách thức của nông nghiệp toàn cầu cũng như những thách thức của nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, đất nông nghiệp bị thoái hóa, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới về sản xuất nông nghiệp. Đó là nội dung được thảo luận tại hội nghị triển khai đề án nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay. Đề án nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng nhằm bảo vệ và phục hồi dinh dưỡng đối với tài nguyên đất, nâng cao giá trị sử dụng đất và quản lý hiệu quả dinh dưỡng cây trồng, bảo đảm an ninh lương thực, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và an toàn sinh thái. Ngoài ra, việc bảo vệ phục hồi dinh dưỡng cho đất còn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, bảo vệ sức khỏe của người nông dân. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, các địa phương, các hiệp hội, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp rà soát, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện các quy trình canh tác phù hợp với từng loại đất trên cơ sở sử dụng hợp lý vật tư đầu vào, quy trình duy trì, bảo vệ, cải tạo và nâng cao độ phì của đất, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương về nâng cao sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng, hướng tới sản xuất trồng trọt phát triển bền vững.